chi tiết cái hộp phấn màu phát mô. Thì em sẽ cho mọi người xem chi tiết bên trong là nó gồm có những gì và những giấy tờ liên quan khi mình mua một sản phẩm nhập từ nước ngoài về nó như thế nào. Thì cái hộp phấn tiên này là hộp của hãng Sinile. Đây, hộp của hãng này nó rất là to ha, nó to bằng cái người phát luôn. Không nói được là nó to bằng cái người phát, mà là tại vì cái người phát to bằng nó, hoặc cái người phát to bằng nó thì mình quá lớn. Đó, nó bự như vậy, thấy không? Thì cái hộp này nó chỉ có 250 màu thôi, mà nó còn một set lớn hơn nữa và là 500 màu. Mà set 500 màu đó nó bự quá, phải sợ ghê nó mỏi mới không có mua, chứ không phải là không có tiền mua ha. Đéo tin. Thì mình sẽ khui ra coi bên trong nó gồm những cái gì, và mình sẽ so sánh xem là cái màu phấn tiên này với cái màu phấn tiên ở Việt Nam khác nhau những cái điểm gì. Và sau clip này chúng ta sẽ quyết định được là có nên mua cái hộp này hay không. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nha. A few moments later. Trước khi mình mở hộp thì mình sẽ cùng nhau xem qua về cái hình dáng bên ngoài của cái hộp phấn màu này nó như thế nào ha. Thì mọi người nhìn sơ mình thấy nó là cái gỗ, cái hộp của nó là làm bằng gỗ, không? Thì cái gỗ này không biết là gỗ gì, nhưng mà nhìn ở ngoài thực tế thì nó rất là đẹp, rất là xịn. Tại vì nó có những cái đốm đốm này, thấy không? Những cái đốm mà giống như những cái đốm bị cháy gì đó, rất là tự nhiên, rất là ạt đó. Thì ngoài ra nó còn có một tí bụi nữa, tại vì để lâu á không ai mua, nó còn tí bụi nữa đó. Thì khi mình bụi nhiều quá mình có thể lấy tay mình chùi ra cho nó bớt bụi đi đó. Rất là đẹp ha, nhìn sơ rất là đẹp. Và cái hộp này nó rất là nặng, nó nặng khoảng những cái nút mở hộp là những cái phần chốt gài khóa đó, những cái phần chốt gài. Cái chốt gài này đã bị xét ha, không phải là mới mua nó bị xét đâu nha, mà là do phát mua hổng giờ lâu rồi, để ở đây không đụng tới cho nên nó bị xét thôi chứ không sao hết. Thì trên cái hộp này nó có một cái dòng chữ in cái nhãn hiệu thương hiệu của hãng là Sinile. Cái chữ này không biết đọc đúng hay không, nhưng mà chắc là vậy. Về phần tay cầm của nó thì cầm nó kiểu như là khá là bất tiện ha. Mà cũng tiện, không có bất tiện, cũng tiện. Nhưng mà có điều nó thiết kế là một cái là nó bị nằm, đúng ra nó phải nằm hai bên đây mới đúng ha, tại vì cái chốt gài bên đây đó, cái chốt gài nằm phía bên đây, cho nên khi ví dụ mình đè này lên nè, mình để lên dài thì cái chiều nút này nó sẽ bị cấn theo chiều của chữ hãng, thì nút này sẽ bị cấn, mà cái đó nó không ảnh hưởng gì nhiều ha. Thì về phần tay cầm thì được làm bằng da cao cấp, da bò, da heo gì đó không biết, nhưng mà nhìn nó rất là xịn, rất là dày đó. Thì bề ngoài có nhiêu đó thôi. Ngoài ra được thì ở phần phía bên đây, phần mở chốt cái phần bát của nó đó, mà một bát chạy dài đúng không, chạy dài đến đến đâu đó không biết, nhưng mà cái dòng bát này được làm từ vàng ha, vàng nguyên khối đó. Cái hộp này được làm từ gỗ thật luôn á. Nhiều khi phải nghĩ là cái nó mắc là do cái hộp thôi chứ không phải do màu bên trong. Mà để bây giờ mình thử mở ra coi bên trong có cái gì ha. Khi mình bật cái chốt này lên á thì mình cũng phải bật cho nó làm sao cho nó nhẹ nhàng, tại vì mình mới mua mà đúng không, mình phải bật làm sao cho nó nhẹ nhàng thôi. Bật mạnh quá nghe nó thốn lắm. Đó. Thì trong hộp thì nó sẽ có một số giấy tờ là những cái cuốn album, những cái hình ảnh của hãng để trong đây, thấy không? Rồi một cái thẻ này là cái thẻ giống như mình dùng để mình thử màu vậy đó, thấy không? Thẻ thử màu để mình bo trên đây nè. Không phải là thẻ thử màu nữa, đây là một cái miếng giấy chuyên dụng, một cái miếng mẫu giấy chuyên dụng để mình thử, mình test màu trên đây nè, là rất là bám. Giấy này ở Việt Nam không có bán nha, giấy này họ không có bán, chuyên vẽ cho phấn màu luôn, giống giấy nhám vậy đó, rất là đẹp. Một cuốn sổ, thì cuốn sổ này là chỉ cho mình
xem hình thôi, xem hình vui thôi. Chừng nào mình có thời gian rảnh mình có thể dạch ra mình xem từng trang để mình biết được là trong cái hãng này nó những lịch sử như thế nào, không lịch sử và cái những cái chai màu nó như thế nào. Nói chung là xem chơi chứ không đọc không hiểu gì hết đó, toàn là tiếng Tây Ban Nha hay gì đó. Đó, những hình ảnh in rất là đẹp và cuốn sổ cũng rất là đẹp ha. Đó, ở đây là cũng là một cái khác nhưng mà cũng không hiểu là cái gì. Và một cuốn sổ lớn để cho mình biết được là những cái tông màu của phấn. Đó, rất là nhiều tông màu ha. Thì set của hãng này Sinelli gồm có 500 màu lượng, nhưng mà phát mua là 250 màu. Như phát nãy nói rồi đó, tại vì cái hộp nó to quá mình không có thích mua, chứ không phải không có tiền ha. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Cái hộp thì mình thấy là nó có làm một cái miếng da rất là đẹp, nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Nếu mà nhìn ở ngoài mình mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó ha. Là trên đây có dòng chữ pastel le cu gì lồn lễ cu hả đó. Và Sinile với mình phát chỉ đọc được chữ dưới đây thôi. Pastel tức có nghĩa là phấn tiên, còn lễ cu gì đó thì phải không biết ha, nói chung là cu. Rồi bỏ cái này qua một bên. Một cái lưu ý nữa là khi mọi người mà mở cái hộp này ra, đúng không? Mở hộp này ra thì đừng có đưa cái đầu vô đây ngửi nha, đưa cái đầu vô đây ngửi là cái nắp nó rất là dễ sụp, tại vì nó không có bật ngửa ra được đằng sau nhiều, không cho nên nó rất là dễ sụp ha. Mình phải cẩn thận một tí, đừng có ngửi như mấy hộp chì màu nha. Nó ngửi cái nó rớt đầu. Rồi khi mình mở ra rồi mình sẽ thấy được những cái miếng mút này ở trong ha. Đó, những miếng mút để lót cái màu ở dưới. Thì bây giờ mình sẽ mở ra xem nó có cái gì. Này, thì nếu mình cẩn thận hơn thì mình có thể dùng một cái cây dũa, một cây dũa móng tay để mình khơi nhẹ lên đó, thấy không? Rút ra từng dãy màu. Tiếp theo, đây là dãy tông màu xanh tím. Đây là dãy tông màu đỏ tím. Và cuối cùng đó, màu nâu. Rất là nhiều tông màu ha, trải dài từng tông đó. Mọi người nhớ là không được hít nha, tại vì phấn tiên cũng là một loại hóa chất rất là độc ha, nó không như chì màu, cho nên bụi nó rất là độc ha. Nhưng mà cái hãng này có thể là tốt và hạn chế độc tố cho mình, nhưng mà vẫn độc ha. Đó, nên hạn chế là hít. Và khi vẽ mình phải đeo khẩu trang vô ha. Nếu mà ai mà vẽ lâu năm á, mình có thể quen được cái mùi vị của nó và mình có thể hít và không có ảnh hưởng gì hết. Tại vì lúc đó mình không còn biết gì nữa rồi. Rồi thì như mọi người thấy thì nó có rất là nhiều tông màu ha. Rất là nhiều tông, thì một dãy nó gồm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Thì một dãy nó gồm 25 màu, thì mình ở đây mình có 5 dãy. 5 nhân cho 25 là 125 đúng không? 50, 100 và 125. Thì đây là một khay đầu tiên ha. Khay ở dưới nữa, mình sẽ còn khay ở dưới nữa. Ở đây đó, nhấc cái khay này lên, hết đã phía đây. Tiếp tục lại mở ra khay thứ hai đó, thì đây là tông màu trắng xám theo màu xanh nâu. Chỉ cần một bộ này thôi là vẽ thoải mái luôn, là tông màu nào cũng có hết. Màu xanh nhìn rất là đã mắt luôn, thấy không mọi người? Đã chưa? Đó. Phát mở đến đây chắc chắn sẽ có bạn hỏi là hộp màu này giá trị bao nhiêu, giá trị của nó là bao nhiêu. Thì Phát chia sẻ luôn là
khi mình mua mình đặt hàng trực tiếp trên web á, thì mình thanh toán cho người ta trước luôn là 20 triệu, nhưng mà khi mà nó nhập hàng cho mình á, nó gửi hàng cho mình á, thì mình sẽ phải đóng thêm một cái khoản phí nữa là thuế. Khi mình nhận hàng á, mình sẽ nhận được một đống tờ giấy tờ như này luôn, là những loại thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế phí vận chuyển đó. Ở đây là tờ biên lai đóng thuế, đây thuế nhập khẩu là 4 triệu, thuế nhập khẩu là 4.686.000 thuế nhập khẩu, và trong đó là thuế giá trị tăng là 2.343, tổng cộng là mình phải khi mình nhận hàng mình phải đóng thêm là 7 triệu nữa, thì cái hộp phấn màu này nó lên tới là 27 triệu tổng cộng. Lúc mà Phát mới mua thì Phát cũng rất là ngỡ ngàng ha, tại vì mình đặt mình thanh toán cho đó rồi, mình nghĩ là nó ship hàng cho mình thôi. Nhưng mà khi mình nó ship về Việt Nam rồi á, thì cái bên cái hãng gửi hàng á, nó sẽ liên hệ mình và nó bắt mình đóng thuế thì mới nhận được hàng đó, thì mình phải đóng thêm 7 triệu nữa đó. Thì đây là sản phẩm có giấy tờ đầy đủ không, chứ không phải nhập lậu ha, và chính hãng của nó luôn. Phát có để một cái đường link ở phía dưới, là cái trang web này là chuyên bán hàng nhập nước ngoài, những cái vật liệu vẽ chì màu này kia cũng có hết. Một cái đặc biệt nữa là mọi người sẽ thắc mắc là phấn tiên ở Việt Nam nó khác với cái hộp phấn Phát đang mua như thế nào. Và phấn có hai loại, là một loại phấn mềm và một loại phấn cứng. Phấn này khi mình cầm lên nó cảm giác nó rất là nặng, nó không như những cái loại phấn tiên ở Việt Nam mình mua không, rất là nặng và nó có một điểm yếu là rất là mềm ha, rất là dễ bể. Cho nên khi mình vẽ mình phải cẩn thận, nhiều lúc mình chỉ cần cầm bóp, mình bóp nhẹ cái hoa là nó thành bột hết đó. Thì cái phấn này là gọi phấn mềm ha, nó có tên tiếng Anh là sol pastel hay là gì đó. Còn cái phấn cứng mình hay dùng là thỏi vuông, còn cái này thỏi tròn ha. Đó, nó chia làm hai loại là phấn cứng, phấn mềm đó. Thì bây giờ Phát sẽ so sánh xem chất lượng của phấn này với chất lượng của phấn ở Việt Nam mình hay mua là nó như thế nào. Trước đây là Phát vẽ phấn tiên rất là lâu rồi ha, mà Phát toàn dùng phấn ở Việt Nam, mình mua ở Việt Nam thôi, toàn là phấn cứng hết. Cho nên trong quá trình mình vẽ rất là khó sử dụng. Không phải là khó nữa, mà đối với những người mà mới tiếp xúc với phấn tiên á, thì khi vẽ lần đầu là cảm thấy chán, là bỏ liền. Tại vì mình đụng ngay cái phấn cứng, mình không có quen được, và công dụng của nó là khác nhau. Cho nên khi mình vẽ lên rất là khó chịu, cảm giác là nó cứ cà sệt đúng không, mà nó bám màu nó không tốt, và khi mình chà ra nó sẽ có những cái đường nét để lại thì nó không có đẹp. Thì bây giờ Phát sẽ test thử trên hai cái tờ giấy, một là tờ giấy Roki, tờ giấy mịn photo, hai là cái tờ giấy canh sông của mình, để xem coi cái độ bám màu của thằng nào sẽ tốt hơn thằng nào. Rồi, như mọi người đã thấy trên tay Phát đang có hai cây phấn màu, là một cây phấn cứng là thỏi vuông, một cây phấn mềm là thỏi phải tròn ha. Thì trên hai loại giấy khác nhau là giấy canh sông và giấy Roki đó, tức là giấy mịn và giấy sần á đó. Thì mình thử coi cái độ bám màu nó như thế nào ha, và cái độ mịn nó có khác nhau như thế nào hay không, và công dụng thực tế của nó là dùng để làm gì đó. Thì cây này Việt Nam bán rất là nhiều ha, có thể là phấn Hàn hoặc phấn Trung đó. Bây giờ mình thử ha đó. Không. Rồi, sau đó mình sẽ xoa ra. Đây là phấn phấn cứng ha. Thì khi mình xoa ra thì rất dễ bay màu, không? Rất dễ bay màu, và nó sẽ để lại những chỗ đậm nhạt do cái lực tay của mình để lại, không? Lực tay của mình để lại, nó sẽ xuất hiện là những chỗ đậm nhạt, mình phải tô rất là nhiều lớp thì nó mới đậm được. Đó. Còn lại phấn mềm ha. Khi mình đi lên, do cái tính đậm đặc của nó cho nên khi mình xoa ra thì màu nó sẽ rất là mịn và đều và trải dài, nó không có bị để lại những cái hộp, những cái phần thỏi này. Cái phấn mềm này khi mình xoa ra cái màu rất là mịn, rất là đều, thì chỉ cần đụng nhẹ cái là dính màu rồi. Còn cái kia, cái phấn cứng mình phải đè mạnh thì nó mới bám màu được. Đây, thấy không, khác nhau hẳn giữa phấn cứng và phấn mềm. Phấn mềm thì cái màu của nó sẽ bám hết, hầu như bám hết vào giấy luôn mà ít để lại bụi phấn đó. Mình thấy hai cái nó khác nhau không? Còn trên cái nền giấy Roki cứng thì thằng cứng nó sẽ như thế nào khi mình xoa ra đó.
nó vẫn để lại những cái phần mảng ngấn như thế này. Còn phấn mềm, khi mình đi hai loại phấn khác nhau, mình cảm giác nghe tiếng nó cũng nhẹ nhàng hơn, đúng không? Đó, thì cái màu của nó sẽ rải đều hơn ha, màu nó sẽ rải đều hơn. Qua cái so sánh này mình sẽ nhận ra được là cái nào mịn màu hơn và cái nào sẽ để lại nét nhiều hơn. Thì từ đó mình sẽ phân ra hai loại phấn, một cái dùng để chuyên nhấn nhá những cái đường nét, một cái dùng để tô những cái mảng màu ha, cho nó phù hợp với cái chi tiết mình cần vẽ. Giống như bây giờ mình lấy cái phấn này, mình vẽ những chi tiết nhỏ, những chi tiết sắc nét thì mình có thể dùng cạnh của nó. Đó, ưu điểm của thằng này là vẽ nét được, vẽ nét nhỏ được khi mình sử dụng những cái cạnh góc vuông của nó ha, và những cái cạnh khi mình vẽ ra, mình vẽ nó ra. Đó, mình sẽ dùng cái cạnh đó để tước lông mi, tước lông mi hay là tóc hay là cái gì đó, mình sẽ tước được những cái đường nét như vậy. Ưu điểm của nó là tỉ được nét ha, và nhược điểm đó là không có mịn màu khi mình tô những cái mảng lớn như thế này. Đó, và khi mình chà rất là đau tay. Còn đối với phấn mềm này á, thì cái ưu điểm của nó là tô những cái mảng màu mịn và cái độ bám màu nó tốt, nó ra màu liên tục, không? Nó ra màu liên tục và xoa màu nó rất là đều, rất là mịn, nó không để lại những đường nét của cái cây phấn, không? Nó không để lại đường nét và cái độ bám màu rất là tốt ha, chỉ cần mình quẹt nhẹ thôi là cái màu nó ra rất là nhiều. Đó, thấy không? Và cái nhược điểm của nó là nó không có đi được chi tiết nhỏ ha, tại vì khi mình đè xuống một tí là cái nét nó ra phấn rất là nhiều, làm cho nét bự. Đó, thấy không? Nét nó ra rất là bự và rất là khó xài ha, rất là khó đi nét nhỏ ha. Qua cái này mình sẽ biết được là mình cần dùng những cái loại nào cho phù hợp với chi tiết mình vẽ. Thì phát ta sử dụng hai loại luôn, tại vì hai này không phải thiếu với nhau được. Một cây cứng, một cây mềm ha. Cứng thì mình để đi nét, còn mềm thì mình để tô. Lúc nào cũng phải có cứng có mềm, có cương có cứng, có cương có mềm thì nó mới thích nghi được ha, thích nghi với mọi hoàn cảnh được, chứ không phải nào mà cứng hoài được, cũng không phải nào mà mềm hoài được, đúng không? Mềm hoài là yếu. What? Cứng hoài thì mệt. What the fuck? Thì sau khi phát so sánh xong hai loại phấn thì chắc chắn sẽ có những cái bạn sẽ bất ngờ ha. Sẽ bất ngờ là tại vì mình cũng mới biết là có hai loại phấn khác nhau về công dụng của nó, là phấn mềm và phấn cứng. Tại vì ở Việt Nam thì bán phấn cứng rất là nhiều và ít chỗ nào bán phấn mềm, tại vì cái giá thành rất là cao, giá thành rất là mắc. Cho nên cái phấn mềm là nếu mà ai chưa sử dụng qua thì mình nên một lần để tìm hiểu về nó không. Cho những cái bạn vẽ phấn màu á, mình nên thử một lần về cái phấn mềm này để xem cái cảm giác nó như thế nào, mà nó có thích hợp với mình hay không. Còn về việc mà có nên mua cái hộp phấn tiên này hay không á, thì phát khuyên là không nên mua ha. Cho dù có tiền không có tiền cũng không nên mua, tại vì phát mua xong rồi mình cảm thấy là tiếc. Mua chủ yếu là phát để trưng bày thôi chứ phát không sử dụng tới bây giờ, đã để đây cũng khoảng 4 tháng rồi không sử dụng ha. Tại vì mình dùng một cây là mình hết mất gần cái 100,000 rồi, rất là tiếc. Để chân thôi chứ lại để quay clip để review cho những cái bạn những cái bạn thích phấn màu ha, phát review cho mọi người xem thôi. Còn bạn mua thì phát khuyên là không nên mua nha. Nếu mình chuyên về vẽ phấn màu thì mình chỉ cần mua những cái loại những cái hộp nhỏ hoặc nhiều màu thôi, những cây màu cần thiết thôi. Tại vì những cái hộp lớn như thế này nó chủ yếu là có cái hộp đẹp rồi để mình trưng bày cho nó kích thích thôi, chứ lúc mà phát mới mua là phát cũng nghĩ trong đầu là mình sẽ mua về để mình vẽ, nhưng mà khi mua về không bao giờ dám vẽ đâu ha, không bao giờ đụng tới đâu. Trên cái trang mà phát mua cái hộp này nó có rất là nhiều bộ nhỏ lẻ cũng có nữa, từ mấy trăm ngàn một triệu cũng có, thì mình có thể mua những cái bộ đó để mình sử dụng, mình test thử coi cái cảm giác mình như thế nào. Chắc chắn là cái cảm giác mang lại rất là đã ha, rất là đã, tại vì cái phấn rất là đậm đặc và độ mềm rất là mềm nữa. Thì video này phát sẽ kết thúc ngay tại đây ha. Còn nếu mà bạn nào mà muốn review thêm những cái sản phẩm nào liên quan đến vẽ hay gì đó thì có để lại bình luận phía bên dưới, phát sẽ tìm hiểu về nó và đặt nó về để mở hộp cho mọi người xem. Video này không có mục đích là để khoe khoang nha, tại vì khoe cái tức của mình thôi, đúng không? Khoe cái tức của mình thôi, tại vì mua mà không xài được, cho nên khoe mọi người thôi để cho mọi người biết được, có thể né đi, đừng có để dành tiền là mua giống phát, không mua giống phát là tiếc lắm, tại vì không có dùng tới. Mình nên mua những cái nào mình có thể đẻ ra tiền được, còn mua như này để trưng bày thôi. Tại vì đây cái hộp phấn màu phát đã ước từ nhỏ rồi, phát muốn sở hữu nó, cho nên phát mua về thôi chứ phát không dùng, không dám dùng.
Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau. Nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Phát nha. Bye bye.